Với thiết kế là một chiếc hộp bằng nhôm nhỏ hình tròn có logo ngôi sao vàng ở giữa cùng màu đỏ bao phủ thân hộp, do Lương Y Phó Đức Thành nghiên cứu và phát triển. Năm 1969, ông chính thức được tung ra và chiếm sóng toàn bộ thị trường Việt Nam, được mệnh danh là thần dược thời bao cấp. Ban đầu, ông chỉ được sử dụng rộng rãi tại miền Bắc. Ông gần như là một thành viên không thể thiếu trong mỗi gia đình vì trị được bá bệnh, đau đầu, bôi đó. Hơn nữa, một số dân chơi còn sử dụng ông như một loại nước hoa bạc hà bỏ túi cho những ngày không tắm. Tuy hơi rác nhưng được cái khử mùi. Mùi hương của ông quyện cùng ký ức trở thành một phần không thể nào quên. Với cách mở hộp vô cùng bá đạo mà tổ tiên ta đã kịp truyền lại cho con cháu đời sau, đó là cho ông rơi thật êm ái, chạm vào ông thật nhẹ nhàng và mở ông thật dễ dàng. Sau tất cả, ông vẫn bình an vô sự mà buông lời thách thức các anh trai giàu gió làm được như ông. Khi phong trào công tác và học tập tại Liên Xô và các nước Đông Âu nở rộ, các du học sinh đã dùng ông như một món quà tặng cây nhà lá vườn. Ông được chào đón nhiệt tình và nhanh chóng vươn tầm quốc tế. Những chiến binh sao vàng lần lượt có mặt tại các tủ thuốc ở Liên Xô. Vào những năm đỉnh điểm, ông được xuất sang với số lượng lên đến hàng chục triệu. Nhưng khi nước này tan vỡ, hợp đồng cũng vỡ tan theo. Ở một diễn biến khác, do sự cạnh tranh ác liệt từ các anh trai giàu gió đầy màu sắc, ông đã dần phai mòn và trở thành sản phẩm vang bóng một thời ở thị trường trong nước. Những tưởng ông đã hết thời, nhưng ông lại bất ngờ tỏa sáng ngời ngời nơi đất khách. Du khách Trung Quốc bình chọn ông là một trong ba sản phẩm đáng mua nhất ở Việt Nam. Trên Amazon và eBay, ông được rao bán với giá đắt gấp vài chục lần so với giá gốc ở Việt Nam, nhưng vẫn thường xuyên rơi vào tình trạng cháy hàng. Bảo vật quốc gia, dầu cao thần thánh, lấp lánh sao vàng, tự hào người Việt, chính là ông Cao Sao Vàng.